Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu hướng phát triển của tất cả các ngành lĩnh vực. Không nằm ngoài yếu tố tất yếu của sự phát triển chung, số hóa trên lĩnh vực truyền hình là giải pháp duy nhất cho sự phát triển bền vững của ngành phát thanh truyền hình. Đó chính là ứng dụng các công nghệ nền tảng, phần mềm và sử dụng kho dữ liệu số hóa để nâng cao tốc độ khai thác thông tin, biên tập, sản xuất tin bài và giúp các phóng viên, biên tập viên dễ dàng tác nghiệp từ xa và sản xuất cùng lúc các loại hình đa phương tiện. Đây cũng là nội dung buổi tập huấn được Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ đô tổ chức chiều qua. Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ đô hiện nay là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong cả nước, cung cấp các giải pháp truyền hình, bao gồm giải pháp truyền hình OTT tổng thể, giải pháp bảo mật nội dung Sigma DMR, giải pháp DRM, giải pháp Livestream. Hiện nay, công ty đang là đối tác của nhiều đài phát thanh truyền hình và doanh nghiệp trong cả nước như VTV Cup, SCTV, FPT, Vinaphone, Viettel, Panasonic, Samsung. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo viên chức của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đã được nghe Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ đô giới thiệu về ứng dụng giải pháp công nghệ số trong truyền hình, các giải pháp truyền hình OTT tổng thể, giải pháp bảo mật nội dung Sigma. Đặc biệt với công nghệ OTT, nội dung truyền hình được phân phối tới người dùng qua hạ tầng Internet. Đây là điểm khác biệt lớn nhất đối với các nền tảng truyền thống như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh. Và truyền hình OTT dựa trên nền tảng Internet đang trở thành xu thế tất yếu bởi nó có thể tiếp cận được mọi đối tượng ở các độ tuổi khác nhau thông qua những thiết bị thông minh. Thời gian qua, trước xu hướng dần thay đổi thói quen xem truyền hình trên các app di động hơn là TV của khán giả xem đài, đặc biệt là giới trẻ, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đã chủ động khai thác tối đa tất cả hạ tầng phân phối nội dung số hiện nay như YouTube, Facebook, website bên cạnh các nền tảng truyền thống. Đồng thời, luôn quan tâm tăng cường việc ứng dụng công nghệ số trên lĩnh vực phát thanh truyền hình. Buổi tập huấn đã cung cấp những kiến thức bổ ích các ứng dụng giải pháp công nghệ mới, qua đó giúp ban lãnh đạo, viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận nắm bắt cũng như ứng dụng các nền tảng số trên lĩnh vực truyền hình để mang đến nhiều tiện ích và chất lượng phục vụ cho khán giả xem đài ngày càng tốt hơn.